Trước đây thì những chiếc loa cột Kulum này thì thường các bác biết đến nó là cái khái niệm dòng loa dành cho những cái sân khấu biểu diễn này, hội trường hay là các quán bar, pub, các sân khấu dành cho các buổi biểu diễn ca nhạc hoặc là dành cho những cái buổi biểu diễn của các band nhạc như chơi trống, chơi guitar thì thường sẽ xuất hiện những cái dòng loa cột Kulum như thế này. Tuy nhiên thời gian gần đây thì những chiếc loa cột Kulum như này nó lại trở lên thịnh hành ở phân khúc karaoke gia đình. Liệu rằng những chiếc loa cột Kulum này nó có đáp ứng được cái nhu cầu cho chúng ta giải trí trong karaoke gia đình hay không? Với quan điểm cá nhân của Đức Anh thì thực sự đây là một trong những cái xu hướng mới chắc chắn sẽ nở rộ trong dịp trong năm 2024 này. Bởi vì những dòng loa cột Kulum này thì không chỉ có cái chất lượng âm thanh tốt này. Thứ hai nữa là với những dòng loa cột Kulum này nó có thiết kế rất là gọn. Các bác có thể thấy được là với những chiếc loa cột Kulum này thường thì nó sẽ đi theo kèm theo một cái hệ thống loa subwoofer bên dưới và hệ thống loa tay ở phía bên trên như này. Nó rất là gọn để các bác có thể đặt. Và khi chúng ta sử dụng những chiếc loa cột Kulum này thì hình thành ra cho chúng ta được là hai loa sub đặt hai bên và có đầy đủ hai loa hay hai hệ thống loa tay ở phía bên trên thì chắc chắn là cái âm thanh của nó sẽ đều hơn, mạnh hơn. Rồi thì những chiếc loa cột Kulum này thì thường là những chiếc loa mà nó đã có đi kèm theo mạch công suất ở phía đằng sau, tích hợp ngay ở phía bên sub, và chúng ta sẽ không cần sử dụng đến những main công suất nữa, có nghĩa là không dùng đến những cái cục đẩy công suất. Và như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể tiết kiệm được cái diện tích và cái sự cồng kềnh của nó đã được rút ngắn lại. Với những chiếc loa cột Kulum này thì khi các bác có thể sử dụng trong gia đình nó rất là tiện rồi. Đương nhiên các bác có thể sử dụng mục đích ở bên ngoài nữa. Chúng ta có thể tháo rời được như thế này, cầm đi lại rất là tiện, và chúng ta có thể lắp ghép lại rất là nhanh chóng. Đó, khi chúng ta xách đi thì chúng ta cũng có thể chỉ cần xách như thế này là xong, là có thể sử dụng được rồi. Nó hoàn toàn lợi thế hơn rất là nhiều với những cái hệ thống karaoke truyền thống như thế này, đúng không các bác? Với hệ thống karaoke truyền thống như này thì chúng ta lại trở lên cái cồng kềnh hơn này, chúng ta có cục đẩy công suất này, có vang số, có mic không dây và có một đôi loa, rồi lại cục sub như thế này nữa. Thì thực sự là nó quá nhiều thiết bị và chúng ta gần như là cố định ở trong không gian phòng khách thôi, hoặc là không gian phòng hát của chúng ta. Và chúng ta đem ra ngoài thì thực sự nó rất là lằng nhằng, nhiều cái vấn đề phát sinh ra, rồi mất thời gian hơn, cồng kềnh hơn. Đó, thì với những chiếc loa cột Kulum này thì không chỉ mà nó phục vụ được cái nhu cầu giải trí ở trong karaoke gia đình mà chúng ta lại còn đem được đi ra ngoài. Đấy là những cái lợi thế chúng ta có thể nhìn thấy ngay trực tiếp. Với những hệ thống loa cột Kulum như thế này thì chúng ta có thể đấu nối một cách rất là đơn giản, bởi vì là ở đây thì chúng ta chỉ cần cắm dây điện, cắm tín hiệu vào. Thường thì những loa cột Kulum này nó có cả hệ thống mixer đi kèm theo phía sau. Tuy nhiên cái hệ thống mixer này thì chỉ dành cho dân chuyên nghiệp một chút, có nghĩa là nếu các bác muốn hát được ngay qua hệ thống mixer đấy thì giọng hát của mình phải tốt và nó dành cho những dân chuyên nghiệp một chút. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái mục đích karaoke trong gia đình thì đương nhiên không thể thiếu được những chiếc vang số để xử lý cái phần tín hiệu, làm cái phần effect echo cho chúng ta hát, và bộ mic không dây, đúng không? Chúng ta có thể thấy được cái sự đơn giản của một hệ thống karaoke trong gia đình mà sử dụng những chiếc loa cột Kulum như thế này. Nó chỉ cần gồm hai chiếc loa đặt hai bên. Nói về thiết kế thì cái thiết kế này cực kỳ đẹp rồi, đặt ở không gian nào cũng vừa. Chúng ta chỉ cần một cái không gian đặt vừa hai cái chiếc loa này, là có vừa có hệ thống sub, vừa có hệ thống loa tay bên trên, và cần một cái không gian nhỏ để chúng ta có thể đặt con vang và bộ mic không dây, thế là xong đó. Và thực tế thì cái chiếc loa cột Kulum này nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái âm thanh như thế nào khi mà chúng ta sử dụng nó vào mục đích karaoke trong gia đình. Mục đích biểu diễn thì không thể chê được rồi nhá các bác, bởi vì là những chiếc cột Kulum này thì có độ phóng rất là tốt, âm thanh rất là sắc nét để chơi biểu diễn, chơi band thì không thể chê được. Còn bây giờ thì chúng ta tận dụng nó vào trong mục đích karaoke gia đình thì nó sẽ ra sao thì chút nữa chúng ta sẽ cùng với Đức Anh trải nghiệm trong hệ thống này. Trước tiên, trước cái phần trải nghiệm thì chúng ta sẽ cùng với Đức Anh là xem hệ thống ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng đó là hệ thống gì. Ngày hôm nay thì tôi đã sử dụng ở đây chính là một hệ thống là cột Kulum đến từ thương hiệu Yamaha. Nói về Yamaha thì quá nổi tiếng rồi. Đây là phiên bản DXL1K, hàng nhập khẩu Indonesia. Và với DXL1K này thì chúng ta đã được trải nghiệm một hệ thống loa củ bát là 30cm, có nghĩa là 12 inch ở phía dưới này. Chất lượng của loa sub của Yamaha thì tiếng rất là chắc và gọn. Rồi, ở đây là một hệ thống loa cột ở phía bên trên. Loa cột ở phía bên trên này thì đây là một cái thanh lối này, và hệ thống này là hệ thống loa chép. Loa chép ở đây thì chúng ta có tới 10 loa chép nhỏ khác nhau được thiết kế theo dạng linear array cột bên trên này, và có đường kính là 1,5 inch, có nghĩa là 3,81cm. Cái mức độ công suất đưa ra của con này tổng của nó là lên tới 1100W RMS, cường độ đạt đỉnh là 125 dB, và cái giải tần số đáp tuyến của nó là từ 37Hz cho tới 20K.
Đấy, 20.000 hẹc đó. Thực sự là với cái mức độ như thế này thì quý bạn có thể chơi trong không gian gia đình cũng khá là rộng đấy. Đó. Và chúng ta sẽ có hai chiếc ở hai bên. Đó, hai chiếc ở hai bên để tái tạo lại cái âm thanh gọi là âm thanh stereo. Thực tế là các bác có thể sử dụng một chiếc, nhưng chắc chắn một chiếc thì nghe âm thanh nó không đều được bằng hai chiếc. Khi chúng ta sử dụng cái stereo left right thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Và hệ thống vang số mic ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng của JBL. Vang JBL, mic JBL thì rất là ok rồi, rất là đẳng cấp. Bây giờ thì các bác sẽ cùng với Đức Anh nhé, sẽ trải nghiệm thử âm thanh của hệ thống La Cột Column này hát karaoke gia đình nó sẽ như thế nào nhé. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trói chan rực rỡ. Hà Nội ơi, náo nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo
cảm nhận thấy thế nào về việc chúng ta sử dụng những chiếc la cột Column như thế này vào trong mục đích karaoke gia đình? Thực sự với cá nhân Đức Anh thì có thể là với những chiếc la cột Column này nó chưa được hoàn hảo 100%, nhưng với cái những gì nó mang lại thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cho chúng ta nhu cầu giải trí karaoke gia đình, nghe nhạc, hát karaoke. Ngoài ra thì nó có một cái điểm mạnh, đó là nó có thể biến từ bộ dàn karaoke cố định trong nhà mà chúng ta có thể di chuyển ra ngoài trời một cách rất là linh động. Và với cái việc là nó đem lại cho chúng ta những cái chất âm cả ở trong nhà và ngoài trời rất là tốt, và hoàn toàn chúng ta có thể mang một cái sự di động dễ dàng. Và như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được cho nhiều mục đích khác nhau cùng với một hệ thống âm thanh như vậy. Đây cũng có thể coi là một trong những xu hướng mới để các bác có thể quan tâm, và rất nhiều người đang lựa chọn những chiếc loa cột Column này bày trong nhà và biến nó thành một bộ dàn karaoke rất là hợp lý, rất là thời thượng và rất là đẹp trong thiết kế trong gia đình. Nếu như các bác mà quan tâm đến hệ thống loa cột Column chính hãng ở tại thị trường Việt Nam của các thương hiệu như Yamaha, RCF, JBL hay là EV, hay là những dòng loa của Bose, thì quý bạn có thể để lại số điện thoại, hoặc là quý bạn có thể gọi điện trực tiếp cho Đức Anh qua số điện thoại là 0941859988 để được tư vấn thêm những dòng loa cột Column để có thể vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, vừa có thể chơi trong nhà và chơi ngoài trời nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo.